Sài Gòn nóng quá, ra đây Vũng Tàu gió lồng lộng mấy bạn ơi. Và trời rất là đẹp. Bữa nay biển trong xanh. Mấy bạn nghe tiếng gió không? Mình đang đứng ở lưng chừng núi của núi Tàu Phùng. Tức là trên đỉnh núi có tượng đài Chúa Giêsu mấy bạn. Hôm nay Vũng Tàu đứng ở trên núi này rất là mát, gió lồng lộng luôn. Và mùa này ở Vũng Tàu là hoa sứ đỏ nè, hoa sứ trắng là nở đầy hết. Rồi bạn thấy ha. Thấy Sài Gòn quá nóng nực thì chui ra đây. Đứng ở đây còn mát hơn cả là có máy lạnh nữa. Lên rồi không muốn xuống luôn.